Hello, xin chào các bạn và chúc các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với cái video chia sẻ những cái kinh nghiệm nuôi hamster đồ cho các bạn nha. Rồi, và trong cái video của ngày hôm nay thì nó sẽ khác với những cái video của hôm trước một tí. Thì những video hôm trước thì mình trong một cái video mình chỉ gọi là giải thích một cái câu hỏi duy nhất cho các bạn thôi. Nhưng hôm nay thì mình sẽ gọi là làm một cái nội dung nó cũng giống như vậy nhưng mà nó khác một tí. Là mình sẽ gọi là gom những câu hỏi nào mà các bạn thường hay hỏi mình, hoặc là những câu hỏi nào mà các bạn đã hỏi mình trong những cái video gần đây á, thì mình gom lại trả lời cho các bạn trong một cái video luôn. Và mình sẽ trả lời trong một cái cách là ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho các bạn nha. Đấy, và rất mong là các bạn sẽ gọi là thích cái cách làm video mới này của mình. Thì thứ nhất thì mình sẽ gọi là giải đáp được nhiều câu hỏi của bạn hơn. Thứ hai là đỡ mất thời gian của các bạn tìm kiếm nha. Rồi, và hôm nay thì mình mới tổng hợp được tổng cộng là 15 câu hỏi. Đấy, thì trong một video thì có thể là mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn khoảng 15 đến 20 câu. Và bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ vào giải đáp cái câu hỏi đầu tiên của một bạn ở trên kênh YouTube của mình. Rồi, câu hỏi đầu tiên là của bạn Phúc Nguyễn Thanh. Thì câu hỏi của bạn này hỏi rằng là bạn cho mình hỏi là sau khi hamster non lớn tầm khoảng 15 đến 16 tuổi thì có nên tách mẹ hay là không, hay là nuôi chung với cái con chuột mẹ luôn thì vẫn được. Thì câu hỏi này của các bạn thì mình cũng đã nói rất là nhiều trong video rồi, trong cả những video bình thường cũng như là cái video mà mình chia sẻ về hamster sinh sản á. Thì con chuột con mà từ ngày nó đẻ đến ngày nó có thể tập ăn là nó cỡ khoảng 2 đến 3 tuần nha các bạn, là cỡ khoảng là 15, 16 ngày là nó có thể gọi là tự động tập ăn từ từ rồi. Thì khi nào mà các bạn thấy nó gọi là ăn được rồi, nó tự uống nước rồi, phân của nó mọc đầy đủ rồi, các bạn nên tách con chuột con ra và các bạn để con chuột mẹ ở một cái lồng riêng, để rồi các bạn nuôi, các bạn chăm sóc con chuột mẹ nó kỹ một tí cho nó gọi là bồi dưỡng, gọi là hồi phục sức khỏe. Xong rồi các bạn muốn ghép gì đó thì ghép. Thì cái thời gian mà cái con chuột mẹ nó gọi là hồi phục sức khỏe thì các bạn nên nuôi trong khoảng là 2 tuần nha, khoảng 2 đến 3 tuần rồi các bạn hãy để con đực vào và ghép nữa nha. Chứ các bạn đừng có để con chuột cái và con đực liền, vì nếu như mà các bạn để vào liền á thì cái con chuột đực nó sẽ gọi là giao phối nữa với con cái, thì dẫn đến là con cái nó sẽ bị đuối sức và có thể là nó sẽ bị tử vong nha các bạn. Rồi, không có câu hỏi của các bạn đầu tiên thì mình đã trả lời xong rồi nha. Rồi, của bạn thứ hai tên là TikTok VN. Anh ơi, hamster Winter White live với compel được không anh? Mong anh trả lời để có kinh nghiệm. Rồi, ok. Thì cái vấn đề này mình cũng đã nói nhiều trong những cái video chia sẻ về hamster của mình rồi. Thì mình đã nói rồi là các bạn nên like hamster nó cùng dòng, ví dụ như là Winter White, các bạn like với Winter White, compel like với compel. Thì thứ nhất là nó sẽ không có cắn nhau, thứ hai là nó sẽ đẻ con ra, cái con nó chất lượng hơn, nó không có bị lai giữa cái dòng này với dòng khác, còn màu này với màu kia đó. Nếu như được nữa thì các bạn cho ghép cùng màu thì sau này con hamster baby á nó không có bị lai màu tầm bậy tầm bạ, hoặc là nó không có bị lem màu, dẫn đến là cái con hamster baby màu nó sẽ rất là đẹp nếu như mà các bạn lai cùng màu cùng dòng nha. Còn Winter White với Campbell á thì vẫn lai được, nhưng mà mình không có khuyến cáo các bạn lai như thế, bạn nên lai cùng dòng cùng màu nếu như có thể, còn không thì khác nào cũng được, không sao hết. Rồi, và câu hỏi của bạn tiếp theo tên là Châm Anh Ami BTS là gì mình không rành. Đấy, bạn đó ghi xong mình ghi mình đọc vậy nha. Rồi, câu hỏi của bạn này đó chính là anh ơi, hai bé hamster Winter White đực thì có cắn nhau hay là không, với lại hamster thì nó có bị nhiễm virus corona hay là không nha. Rồi, và câu hỏi của bạn này mình xin được phép trả lời đó chính là hai bé hamster đực nếu như mà được nuôi chung từ bé đến lớn thì nó sẽ không cắn nhau. Còn nếu như mà các bạn mua hai con mà nó lạ nhau hoàn toàn, đấy, nó lạ nhau hoàn toàn thì các bạn để vào thì tỷ lệ nó cắn nhau rất là cao, đặc biệt là giữa con đực với con đực hoặc là giữa con cái với con cái, thì các bạn để chung mà nó không quen mùi á thì nó sẽ cắn nhau rất là cao. Thì cái việc cắn nhau này là mình đã nói rất là nhiều video rồi, thì trong video này mình sẽ bổ sung thêm là nó sẽ có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên đó chính là về cái bản tính của chuột hamster á, thì theo mình đọc ở trên được cái một bài viết ở trên Google á, thì các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu rằng là hamster là một loài động vật mà nó có tính gọi là sống cô lập, đấy, sống độc thân, sống một mình đó. Vì thế là khi mà các bạn để một cái con chuột khác vào mà nó cái mùi nó lạ, đấy, cái mùi nó lạ lẫm hoặc là nó không quen biết thì nó sẽ nhào đến nó cắn luôn. Nếu nhẹ thì nó cắn một hai ngày thôi, còn không nữa thì nó cắn tới con kia nó chết luôn, hoặc là hai con đều bị thương. Thì nếu như mà các bạn thấy nó cắn nhau thì các bạn nên tách ra, nuôi mỗi đứa một chuồng nha.
Rồi và câu hỏi tiếp theo là của bạn Ruby Nhật. Câu hỏi của bạn này thì cũng giống giống như câu hỏi của bạn mình mới trả lời. Anh ơi cho em hỏi là đã một cọc vào chung mà sao con đực rượt cắn con cái hoài, có sao không anh? Nó không cắn nhau mà con đực chỉ rượt cắn con cái thôi, vậy có sao không anh? Rồi ok, thì cái câu hỏi của bạn này thì cũng giống câu hỏi mình mới trả lời rồi đó. Thì hamster thì nó gọi là nó sống, gọi là cái tập tính của nó sống đơn độc đấy. Vì thế mà các bạn ghép lại hai con đó, thì tốt nhất là các bạn ra shop, các bạn mua cùng một shop hoặc là mua cùng một chuồng đó thì nó sẽ ok hơn. Hoặc là các bạn có thể đem cái bé ở nhà của các bạn ra shop rồi để chung thử với một cái con nào đó bất kỳ. Và nếu như mà các bạn thấy nó ok, thấy nó không có cắn nhau liền đó, thì các bạn có thể là đem về các bạn ghép lại. Còn tình trạng mà nó cắn á, nếu như mà nó cắn nhẹ thì các bạn có thể để khoảng một tuần thì nó quen mùi nhau thì nó quen là từ từ. Còn nếu như mà nó cắn rồi là hung lắm, nó cắn tới chảy máu luôn á, thì khuyên bạn nên tách ra và nuôi mỗi đứa mỗi con một chuồng thì nó sẽ ok. Chứ các bạn để vậy thì nó cắn đến con kia chết luôn thì cũng không có là ổn cho lắm nha. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Phương TV. Mình bỏ cái tắm vô cho nó tắm mà nó chỉ toàn ị với đi vệ sinh vô đó thôi, mỗi ngày thì mỗi thay cái tắm luôn. Rồi và đối với câu hỏi này thì đối với một số con chuột hamster các bạn, cái nó gọi là cái tính tình của nó là thích đi vệ sinh trong cái nhà tắm đó, thì cái này là mình không biết như thế nào nữa, nhưng mà có một số con thôi nha, một số con thôi chứ không phải là nhiều đâu nha các bạn. Thì nó mỗi khi mà nó mắc vệ sinh á, mắc tiểu á, thì nó sẽ đi vệ sinh vào trong cái nhà tắm luôn đó, nó ngộ nghĩnh vậy đó. Thì cái này mình cũng gặp một vài trường hợp rồi, và đa số là chủ yếu là trên con hamster bia đấy. Không biết là cái bạn này nuôi hamster gì, nhưng mà mình thấy đa số là nó ở trên con hamster bia. Thì con hamster bia các bạn, cái tỷ số thông minh nó rất là cao, nó có thể đào tẩu được rất là hay, nó có thể mở cửa được các thứ kiểu luôn. Con bia huyền thoại của mình mà hôm trước mình nuôi á, thì buổi tối nó hay mở cửa ra nha các bạn, nó mở cửa ra nó đi vòng nhà đấy, nó đi chơi vòng nhà thôi, cái buổi sáng đó nó tự biết tự động nó về luôn đấy. Thì đó cũng là một số con thôi. Thì như cái trường hợp của bạn này thì mình thấy cái này cũng khá là tốt mà, đúng không? Đấy, nó đi vệ sinh một chỗ như vậy cũng khá là tốt, và mình thấy có nhiều bạn còn muốn tập cho nó đi vệ sinh trong cái một chỗ như thế này đó. Thì theo mình thấy thì nếu như mà nó đã đi vậy rồi thì mình cũng không cấm cản gì được hết. Và các bạn bạn này thì bạn có thể là chịu khó thay cái các tấm cho nó đi vệ sinh, cho nó đi mỗi ngày. Thì có thể là những con đó nó thích sạch sẽ cho nên là nó chỉ đi vệ sinh ở một chỗ nào đó thôi nha. Rồi các bạn thì các bạn bạn này có thể gọi là để thay các tấm thường xuyên, hoặc là các bạn có thể để một ít mùn cưa vào cái nhà tắm đó, thì khi nào đi vệ sinh đó, thì nó sẽ hút ẩm được tốt hơn nha. Rồi và câu hỏi tiếp theo là của bạn Tùng Phi. Bạn này hỏi câu như thế này là có cách nào để nuôi hamster đừng hôi không anh chị em với? Rồi và để nuôi hamster đừng hôi thì mình sẽ có hai cách để mà chia sẻ cho các bạn, cũng như là bạn này luôn, bạn Tùng Phi này luôn. Thì cách thứ nhất là các bạn phải thường xuyên vệ sinh chuồng hamster, thì khoảng 2 ngày các bạn thay một lần đấy. Đối với những con mà hôi vừa thì 2 ngày các bạn thay một lần, còn những bé nào mà nó đi tiểu mà nó hôi quá thì mỗi ngày các bạn mỗi thay luôn cũng được, hoặc là cách 1 ngày các bạn thay một lần. Thì việc hamster đi vệ sinh nó hôi á là do cái tiếng nước tiểu của nó, do cơ thể của nó tiết ra nó hôi sẵn rồi đó. Vì thế là các bạn chịu khó, thứ nhất là vệ sinh chuồng trại cho nó thường xuyên thì nó sẽ giảm mùi hôi. Và cái thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn có thể sử dụng cái chai khử mùi. Hiện tại bên mình đang bán là 35.000 một chai á. Các bạn có thể inbox vào fanpage, mình sẽ để đường link bên dưới phần mô tả, thì các bạn có thể sử dụng chai đó thử. Thì theo mình thấy có nhiều khách của mình mua hàng á, thì người ta đã bình luận cho mình là sử dụng cái chai khử mùi đó nó khá là hiệu quả. Và mình cũng đang sử dụng cái chai đó cho mấy con chuột nhà mình luôn, và mình thấy khá là hiệu quả và không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của mấy con chuột hết. Thì cái chai đó sử dụng cách cũng khá là đơn giản đó các bạn. Khi mà các bạn thay lót chuồng á, các bạn lấy lót chuồng cũ ra và các bạn xịt một ít vào dưới phần đế nha, và các bạn lấy giấy lau lại rồi các bạn lót lót chuồng mới vào, và các bạn thả hamster vào sau cùng là xong đấy. Và nó theo mình thấy thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề gọi là chuồng hamster của bạn thôi á. Và các bạn lưu ý là sử dụng chai này thì các bạn không nên xịt trực tiếp lên lông của chuột hamster nha. Rồi câu hỏi tiếp theo của bạn bé Nguyệt. Câu hỏi bạn này đã đọc câu hỏi của mình khá là lâu rồi, 3 tháng nhưng mà mình chưa có trả lời được, và hôm nay mình xin phép trả lời câu hỏi của bạn này. Giới thiệu mấy cái đồ ăn cho mấy bé ăn cho mập đi. Thì đồ ăn thì các bạn có thể mua thêm thức ăn dặm, hiện tại bên mình cũng có bán, có ví dụ như là yến mạch, cấm trứng, phô mai, đấy những đồ ăn đó. Nhưng mà các bạn lưu ý là đồ ăn dặm thì các bạn cách khoảng 2-3 ngày các bạn hãy cho nó ăn một lần, rồi mỗi lần các bạn cho nó ăn một ít thôi, chứ đừng có cho nó ăn mỗi ngày nha. Ăn mỗi ngày thì nó sẽ bị dẫn đến cái tình trạng là nó sẽ bị béo phì. Béo phì thì nó sẽ dẫn đến con chuột hamster của bạn nó bị ù lì và nó không có chịu hoạt động nhiều, dẫn đến là nó sẽ bị bệnh đồ các thứ kiểu. Cho nên các bạn phải điều chỉnh cái lượng thức ăn cho nó thật là hợp lý nha, chứ đừng thấy mà có mấy chuột các bạn nó ăn nó thích ăn quá, các bạn cứ chiều cho nó, cứ cho nó ăn hoài thì nó sẽ bị béo phì và dẫn đến không tốt nha các bạn. Hôm trước có một bạn hỏi mình là nó bị béo phì thì có thức ăn gì cho nó giảm cân không, thì mình nói luôn là không có,
đấy, cũng như là không có thuốc gì giảm cân cho mấy con chuột này hết nha. Rồi, và câu hỏi tiếp theo, một câu hỏi này thì mình thấy cũng rất là nhiều bạn hỏi mình rồi, và hôm nay mình xin phép trả lời lại. Câu hỏi này của bạn Nhi Bùi. Cho em hỏi là nếu mình bị hamster Campbell cắn chảy máu thì mình có thể nên đi chích ngừa hay là không? Hamster cắn á thì mình thì cũng bị cắn nhiều rồi, và mình sau mỗi lần mà con chuột hamster cắn á, thì mình đều đi rửa tay bằng xà bông ngay chỗ vết thương đó. Nếu mình chảy máu thì mình rửa tay bằng xà bông ngay chỗ vết thương đó, rồi mình lấy dầu mình thoa vào là xong đấy, coi như là không có gì hết đó. Thì tùy theo nữa, nếu như mà các bạn kỹ nữa thì các bạn có thể là ra bác sĩ khám bệnh. Đấy, nếu như mà các bạn kỹ, còn không thì các bạn có thể là rửa tay sạch bằng xà bông rồi các bạn thoa dầu vào là ok nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo là của bạn Tùng Phi. Hamster thì nuôi bao lâu thì nó sẽ đẻ? Đẻ hamster nó đẻ hay là không á, thì còn tùy thuộc vào hai con đực và con cái nó giao phối thành công hay là không nữa nha các bạn. Đó, thì cái khoảng thời gian này thì mình không đoán trước được. Nói chung á là khi nào các bạn thấy cái con chuột hamster cái nó lộ đi, bụng nó to hơn hàng ngày là các bạn biết nó có bầu, và các bạn bắt đầu tách con đực ra và để khoảng đâu đó là một vài ngày gì đó thì con chuột cái nó sẽ bắt đầu đẻ và nó sẽ nuôi con nha. Còn cái khoảng thời gian mà nuôi bao lâu á thì mình không đoán trước được. Có con thì có con á thì nó nuôi cũng mấy năm nó cũng không đẻ, có con thì nuôi khoảng tuần hai tuần hoặc tháng mà nó đẻ rồi đó, tùy theo con nha các bạn. Rồi, và một câu hỏi nữa, câu hỏi này là câu hỏi ngoài nha, không có bạn nào bình luận cho nên là, nhưng mà cũng có khá là nhiều bạn nhắn tin cho mình. Hamster thì ở nhiệt độ nóng được không anh? Ở nhiệt độ nóng hả? Nóng thì chắc chắn là không được các bạn, tại vì cái dòng chuột này thì nó chỉ được chịu được nhiệt độ lạnh thôi. Còn nóng thì nói chung là mấy con chuột này nó rất là yếu đó, bởi vì các bạn thường hay gặp những cái trường hợp là sốc nhiệt rồi đó, thì vẫn là nguyên nhân là do nhiệt độ quá cao dẫn đến con chuột này không chịu nổi và dẫn đến sốc nhiệt và chết. Thì nhiệt độ trung bình để nuôi con chuột hamster này là nhiệt độ khoảng 30 độ trở xuống, là các bạn để cái chuồng con chuột hamster ở trong nhà chỗ mát một tí đó là ok, chỗ thoáng mát một tí là ok nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo là tuổi thọ hamster được bao lâu? Tuổi thọ hamster á thì mình cũng tìm được một cái bài viết ở trên Google nè. Bây giờ mình sẽ đọc cho bạn nghe nha. Theo nghiên cứu của cái nhà khoa học tại Anh thì tuổi thọ trung bình của một bé hamster rơi vào khoảng 2 đến 2,5 năm tùy vào loài. Và có một vài loài cá thể đặc biệt thì từng được ghi nhận có thể sống đến 4 năm. Tất nhiên đây là chỉ là một con số trung bình chung cho tất cả các loài hamster. Có một số loài có tuổi thọ ngắn hơn, một số thì có thể sống lâu dài hơn. Đó. Thì nói chung là tuổi trung bình mà từ đó giờ mình nuôi mấy chuột hamster này thì nó có khoảng 2-3 năm nha. Con bia huyền thoại của mình đó, thì mình nuôi khoảng 3 năm rưỡi hay gì đó thì nó đã mất. Đó, mất do tuổi già nha các bạn. Còn ngoài ra nữa thì nó có nhiều cái nguyên nhân khác dẫn đến hamster của bạn nó giảm tuổi thọ, ví dụ như là dịch bệnh, bệnh tật gì đó, hoặc là bị cắn nhau, hoặc là sốc nhiệt gì đó. Nói chung là rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến con chuột này nó chết. Và hôm nay thì mình sẽ trả lời bao nhiêu đây câu hỏi thôi nha. Và nếu như mà các bạn có thêm thắc mắc gì nữa về vấn đề nuôi chuột hamster đó thì các bạn có thể bình luận cái video này luôn. Thì mình sẽ cố gắng là ra thêm nhiều tập nữa như thế này để giải đáp nhiều câu hỏi hơn cho các bạn nữa nha. Rồi, và các bạn thắc mắc gì cứ bình luận ở dưới hoặc là gửi tin nhắn cho mình. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Nếu có hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.